Nam Minh xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, cuộc nội chiến Việt Nam đã trôi qua 37 năm. Cuộc đối đầu sinh tử Nam Bắc nước Việt đã trở thành một dĩ vãng trên chính trường quốc tế. Thế nhưng, với các cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cuộc chiến ấy dường như vẫn chưa thể ngủ yên trong ký ức của các anh. Năm thì cứ trôi đi mãi theo dòng chảy của thời gian, nhưng ngày tháng thì lại trở về mỗi năm một lần, khiến cho cứ đến gần ngày 30 tháng 4 thì hồi ức năm xưa lại trỗi dậy. Kính thưa quý vị, trong muôn vạn câu chuyện hồi ức của các chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin mạn phép ghi lại những mảnh hồi ức nhỏ của những người lính đã thực thụ cầm súng trên tay đối đầu nơi chiến tuyến với quân Bắc Việt. Các anh đã đạp lên từng mô đất, băng qua từng hố bom để chiến đấu cho lý tưởng của cuộc đời binh nghiệp, bất chấp cái nghiệt ngã của chiến trường khốc liệt. Kính thưa các cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng hương Việt Nam, sự khó khăn về việc sưu tầm tài liệu chiến tranh trong khi thực hiện chương trình này rất có thể sẽ mang đến những thiếu sót ngoài ý muốn. Nhưng chúng tôi cũng xin cố gắng hoàn tất chương trình hồi ức với chủ đề Trực diện kinh hoàng như một lời tri ân đến tất cả các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tính mạng và những phần thân thể của các anh trên chiến trường khi xưa. Nhất là những người đã trực tiếp cầm súng, sát cánh cùng đồng đội chia lửa chiến trường. Những hồi ức ấy, có người đã nói được, nhưng cũng có người hôm nay mới kể. Bây giờ, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi hồi ức Trực diện kinh hoàng. Chiến tranh Việt Nam 1954-1975 là giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh Đông Dương. Đây là cuộc xung đột quân sự ác liệt giữa hai bên. Một bên là Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam, được sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ cùng một số quốc gia đồng minh chống cộng khác như Úc, Tân Tây Lan, Đại Hàn, Thái Lan, Philippines. Các nước này đều có gửi quân đội tham chiến trực tiếp, đặc biệt là Hoa Kỳ, mà quân số vào lúc cao điểm lên đến hơn nửa triệu. Một bên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc Việt Nam, do Đảng Cộng sản lãnh đạo cùng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, được sự viện trợ mạnh mẽ từ phe xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là của Liên Xô và Trung Quốc. Tuy gọi là chiến tranh Việt Nam, nhưng chiến sự lan ra toàn cõi Đông Dương, lôi cuốn vào dòng chiến cả hai nước lân cận là Lào và Campuchia. Và do có quân đội nhiều nước tham chiến, cả phe tư bản lẫn phe cộng sản, cho nên nhiều nhà bình luận cho đây là một cuộc chiến tranh ý thức hệ, một cuộc chiến ngầm mang tính chiến lược toàn cầu giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, dù mang ý nghĩa gì thì kết quả chỉ có dân chúng ba nước Đông Dương là lãnh đủ, mà dân tộc Việt Nam chịu gánh nặng lớn nhất, khi số thiệt hại nhân mạng ước tính có thể lên đến mấy triệu người. Hậu quả, chỉ có con dân nước Việt máu đỏ da vàng của chúng ta rơi vào cảnh thịt rơi, máu chảy, đất nước hoang tàn, khiến cho đến hôm nay, 37 năm sau, dư âm cuộc chiến đó vẫn ít nhiều âm ỉ cháy trong tâm hồn người dân nước Việt. Cuộc chiến ấy đã tàn phá cả một thế hệ cha ông chúng ta cho đến tận hôm nay. Tuy họ vẫn còn ở đây, vẫn cười nói, vẫn tròn trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình, nhưng thâm tâm họ chưa từng bình an vì những day dứt không nguôi. Thiết tưởng cũng nên sơ lược về cuộc chiến Việt Nam để thế hệ con cháu biết thêm vì sao chúng lại sinh ra tại một nơi không phải là quê cha đất tổ.
phải. Đất tổ của các con xa lắm, xa nơi đây đến nửa vòng trái đất cơ. Ở nơi ấy có tiếng khóc chào đời của cha mẹ, của ông bà và cội nguồn của chúng ta. Nơi ấy có tiếng mẹ ru ầu ơ ngọt ngào làng trên xóm dưới. Nơi ấy có cánh đồng thẳng cánh cò bay. Buổi sớm mai mẹ cha quan gánh thông thả thăm đồng. Tuổi thơ Việt êm đềm như lục bình hững hờ trôi trên dòng sông Vàm Cỏ. Hạnh phúc ấy, bình yên ấy, đẹp biết bao. Thế nhưng... chiến sự đã bùng lên dữ dội vào giữa thập niên 1960. Và từ sau Tết Mậu Thân, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã ban hành lệnh tổng động viên. Hàng hàng lớp lớp thanh niên lên đường nhập ngũ, quyết bảo vệ thể chế tự do của miền Nam. Chiến tranh ngày càng leo thang và Việt Nam trở thành một quân cờ trên bàn cờ quốc tế. Cho đến sau Hiệp định Paris 1973 và Hoa Kỳ cắt giảm quân viện cho Việt Nam Cộng Hòa, trong khi miền Bắc Việt Nam tiếp tục nhận viện trợ hùng hậu của phe Cộng sản. Thế cờ đã rõ, và đến cuối tháng 4 năm 1975, Sài Gòn thất thủ. Xin tạm thôi bạn xa vời về chính trường quốc tế, cũng xin đừng đem thắng bại mà luận anh hùng. Chúng tôi muốn đề cập đến những ảnh hưởng của cuộc chiến với thế hệ cha ông người Việt thời bấy giờ, những người đã trực tiếp tham chiến tại chiến trường khi xưa. Trong phần này, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý khán giả những hình ảnh một thời các chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Họ là những thành viên của ba quân chủng Hải, Lục, Không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Về Lục quân, chúng tôi xin quý vị nghe tâm sự của một người lính chiến thuộc lực lượng tổng trừ bị và sau đó là một thành viên của một đơn vị địa phương quân, lực lượng được xem là thiệt thòi nhất trong chiến cuộc. Một cựu chiến sĩ là nghĩa quân, tức thuộc những đơn vị chỉ thành lập đến cấp trung đội, chiến đấu ngay tại địa phương của mình, vốn bị Việt Cộng rất ghét vì nắm rõ địa hình, địa vật và rõ cả đường đi lối về của du kích quân Việt Cộng. Chúng tôi cũng giới thiệu về một cựu chiến binh phục vụ trong Hải quân và một cựu quân nhân từng phục vụ trong không lực Việt Nam Cộng Hòa. Và một chương nhỏ xin nói về những người lính không có số quân. Đây là một bí mật trong chiến tranh Việt Nam và chính họ là những người có thể xem là thiệt thòi nhất vào thời hậu chiến. Chúng tôi muốn nói đến những chiến sĩ biệt kích, những người lính chiến đặc biệt mà tính chất hoạt động của họ là lẻ loi và âm thầm. Họ thuộc các toán nhảy bắt, các toán xâm nhập ngoại biên trên đất Lào, Campuchia. Họ là thành viên của các toán lôi hổ, có nhiệm vụ thám sát, ghi nhận dấu vết hoạt động của đối phương, phá hoại các mục tiêu trọng yếu, chỉ điểm các mục tiêu cho không quân oanh kích. Theo tổ chức của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì các toán biệt kích, các toán lôi hổ thuộc Sở Liên lạc và Sở Công tác trực thuộc Nha Kỹ thuật Bộ Tổng Tham mưu. Lực lượng này, hầu hết sĩ quan và hạ sĩ quan được tuyển chọn từ các đơn vị của quân đội, tức là những quân nhân tại ngũ, có số quân, có chứng chỉ tại ngũ đàng hoàng. Nhưng riêng hàng ngũ binh sĩ thuộc quyền thì được tuyển chọn tại địa phương nơi trú đóng và được gọi là biệt kích quân, tức SCU, tức là lính do Mỹ trả lương, không thuộc quân số của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào thời đó, họ được gọi theo danh từ thông dụng là biệt kích Mỹ. Chúng tôi nói họ là những người có thể xem là thiệt thòi nhất sau cuộc chiến, chính là vì họ không có số quân, không có gì chứng minh đã từng phục vụ trong quân ngũ, cho nên không được hưởng quyền lợi gì hoặc sự trợ cấp gì từ chính phủ Hoa Kỳ. Và đó là điều khiến chúng ta thực sự phải suy nghĩ lại trước những hy sinh thầm lặng của họ. Vâng, họ đã hy sinh cho đến ngày hôm nay. Và nếu không may mắn, thì họ sẽ tiếp tục là những người hy sinh đến hơi thở cuối cùng mà không hề được ai nhắc đến. Có chăng là những cố gắng cuối cùng của một số ít đồng đội của họ đang ở nơi đây. Những chiến sĩ biệt kích Mỹ này được đến bến bờ tự do bằng cách
tự vượt biên, chứ không hề có bất cứ một sự giúp đỡ nào từ chính phủ Hoa Kỳ. Xin được giới thiệu một phần cuộc chiến bí mật. Câu chuyện hôm nay chúng tôi muốn gửi đến là những hồi ức bí mật của chính những người trong cuộc trực thuộc lực lượng biệt kích xâm nhập năm xưa. Đó là hai biệt kích quân thuộc lực lượng biệt kích Mỹ. Cả hai anh đều bị thương trong cuộc chiến bí mật của đời mình. Đùng một cái có một tiếng bùm, một cái tiếng nổ, thì tôi bật ngửa ra liền. Tại vì cái mảnh đạn nó vô ruột tôi mấy miếng, thì máu chỉ thấy tê thôi, không có cảm giác. Họ đại diện cho tất cả những người lính chiến đang dần đi vào dĩ vãng. Những người chưa một lần được nhắc tên, chưa một lần được vinh đích danh, cho dù một phần thân thể của họ đã để lại vĩnh viễn trên chiến trường. Những hy sinh thầm lặng đó sẽ bị rơi vào quên lãng, bởi vì họ không phải là những chính khách, cũng không phải là tướng tá chỉ huy cao cấp để có được quá khứ danh vọng. Nhưng hơn ai hết, họ đã từng đối diện với cái chết giữa chiến trường. Trong số họ có đồng đội đã ra đi mà chưa một lần được nhắc tên. Có chăng là gia đình và con cháu tưởng nhớ vào những ngày giỗ của cha ông mà thôi. Đối với chúng ta, sự hy sinh đó đáng để vinh danh, đáng để thấy họ thực sự là đại diện của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi, người lính Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Loan, thuộc tiểu đoàn 2 Thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thủy quân lục chiến, một binh chủng thiện chiến với nhiều danh xưng như quái điểu, soái biển, kình ngư, hắc long, thần ưng, hùm xám, ó biển, mãnh hổ. Thế nhưng khi nhắc đến thủy quân lục chiến, những ai đã từng biết đến sư đoàn này không thể không biết đến tiểu đoàn 2 Trâu Điên. Số là vào ngày 21 tháng 2 năm 1966, thì tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến đã đụng nặng với một đơn vị thuộc sư đoàn sao vàng Cộng sản Bắc Việt ở tại ấp chiến lược An Quý, Bồng Sơn ở Bình Định. Đây là một ấp chiến lược quỹ cũ của Việt Nam Cộng Hòa đã bị, nghĩa là trung đoàn sao vàng đã xâm nhập và chiếm. Thành ra khi lấy lại cái ấp chiến lược này không phải là dễ, bởi tất cả những giao thông hào và những hệ thống phòng thủ địch đang phòng thủ ở trong đấy mà mình từ ngoài ruộng lúa đánh vào. Phải nói trong trận đó tiểu đoàn 2 cũng hy sinh một đại đội trưởng là Trung úy Nguyễn Ngọc Điệp, khóa 17 Đà Lạt, đại đội trưởng đại đội 3 và một số sĩ quan bị thương vong. Phải nói như vậy. Và khi đã tràn ngập được cái ấp chiến lược đó, địch rút chạy, thì họ đã nói với nhau, nói vào cái tụi lính thủy đánh bộ này nó đánh gì mà như là gà một lũ trâu điên. Đó, thành ra khi mà tiểu đoàn về hậu cứ nghỉ đó, thì lúc bây giờ là thiếu tá Lê Hằng Minh, tiểu đoàn trưởng, thiếu tá mới nói
bây giờ có lẽ mình cũng nên lựa một cái tên nào cho nó vui vui một chút. Đó, để mà đặt cho tiểu đoàn. Đó thì anh em mới ngồi nói chuyện và cuối cùng á, thì bảo thôi bây giờ mình vừa cái trận vừa rồi ở tại An Quý mà mình địch nó đã gọi mình là Châu Điên rồi, thì bây giờ thôi mình cứ lấy cái tiếng Châu Điên mình đặt luôn đi. Đó thì anh em mới đồng ý và đã xin ý kiến với lại Trung tướng Lê Nguyên Khang, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến, thì Trung tướng cũng đã đồng ý để cho tiểu đoàn 2 được đặt tên là Châu Điên. Đó chính là một vinh dự cho người sĩ quan trẻ Trần Văn Loan khi anh vừa tốt nghiệp trường võ bị Đà Lạt, thì nay được về ngay với tiểu đoàn 2 Châu Điên. Tôi sinh ra tại Nam Định, một thành phố ở tại miền Bắc Việt Nam. Cho tới năm 1954, thì tôi theo gia đình di cư vào Nam, bởi vì gia đình tôi đã quyết định lựa chọn sống dưới chế độ tự do của miền Nam Việt Nam, tức là Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi tốt nghiệp khóa 23 trường võ bị quốc gia Việt Nam, tôi đã tình nguyện và được ưu tiên tuyển chọn về phục vụ tại sư đoàn thủy quân lục chiến, và tiểu đoàn 2 là đơn vị đầu đời của tôi. Tôi xin trân trọng kính chào quý chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý đồng hương và quý vị khán thính giả của đài truyền hình Việt Today. Tưởng cũng nên nhắc một chút đến tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến của chàng sĩ quan trẻ mới ra trường. Tiền thân của sư đoàn thủy quân lục chiến chính là sự thành hình của tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến với biệt danh Quái Điểu vào tháng 8 năm 1954. Hai tháng sau, tức tháng 10 năm 1954, binh chủng thủy quân lục chiến được chính thức thành lập. Đến năm 1955, thì tiểu đoàn 2 Châu Điên của người sĩ quan trẻ Trần Văn Loan ra đời. Vào cuối thập niên 50 và đầu 60 là lúc quân lực Việt Nam Cộng Hòa phát triển mạnh mẽ với nhiều binh chủng ra đời. Nói đến tinh thần chiến đấu anh dũng, quyết một lòng hy sinh bảo vệ từng tấc đất quê hương của các anh hùng thủy quân lục chiến, người dân miền Nam còn nhớ rất rõ cuộc chiến Tết Mậu Thân năm 1968, khi mà tất cả các tiểu đoàn thủy quân lục chiến đều lập nhiều chiến công. Và người dân miền Nam vẫn còn khắc ghi sâu đậm hình ảnh dựng cờ trên cổ thành Đinh Công Tráng, Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa 1972, là trận chiến đầu tiên với quân Cộng sản Bắc Việt có chiến xa trên chiến trường quân khu 1. Trải qua nhiều trận chiến thăng trầm như thể cũng như bao đồng đội khác, các chiến binh thủy quân lục chiến đã phải giã từ vũ khí trong ngậm ngùi vào cuối tháng 4 năm 1975. Điều mà cho đến bây giờ, các anh vẫn ngỡ như là một cơn ác mộng. Phủ phàng thay, đó lại là một cơn ác mộng có thật. Trở lại cùng anh sĩ quan trẻ Trần Văn Loan, khi được điều về trung đội 16, đại đội 2, anh đã có trận đụng độ với quân Bắc Việt tại làng Vây, Khe Sanh trên đường hành quân đến chiến trường Hạ Lào. Tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến có biệt danh Châu Điên đã dường như không phải sử dụng sức của Châu Điên mà đủng đỉnh tiến vào chiến trường Lào đang đến hồi khốc liệt. Tôi về trình diện tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến có cái hỗn danh là tiểu đoàn Châu Điên. Thì lúc bây giờ tiểu đoàn cũng mới từ Campuchia rút về, thì được nghỉ dưỡng quân ở tại hậu cứ trước khi tham gia chiến dịch Lam Sơn 719 tại Hạ Lào. Theo cái truyền thống của thủy quân lục chiến, sĩ quan mới về đơn vị lại phải đi OJT, tức là đi quan sát của một vị trung đội trưởng thâm niên để mà học hỏi kinh nghiệm chiến trường. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao thì thiếu tá Nguyễn Xuân Phúc, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến, và đại úy Trần Văn Hợp cũng đã quyết định đưa tôi về nắm trung đội 16 của đại đội 1 tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến. Và như quý vị biết, cái trung đội 16 là một cái trung đội lừng danh của đại đội 1 cũng như là của tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến, đã được Tổng thống Hoa Kỳ Nixon vinh danh trong cái trận đánh tại Prey Ven, Campuchia. Báo chí và các đài truyền hình Hoa Kỳ đã ca ngợi vị trung đội trưởng là thiếu úy Nguyễn Văn Nhân và trung đội 16, thì tôi lại được bổ nhiệm về làm trung đội trưởng trung đội 16 ngay, chứ không cần phải qua giai đoạn quan sát chiến trường hay là nắm trung đội nặng.
Đó là một cái vinh dự cho tôi. Khi đã mang cái vinh dự thì phải có cái trọng trách. Nhưng tôi cũng đã cố gắng âm thầm học hỏi. Ở đây mình nói là mình là một platoon leader, một trung đội trưởng. Nhưng mà thực ra cũng phải âm thầm học hỏi kinh nghiệm chiến trường của những vị tiểu đội trưởng, hạ sĩ quan, trung sĩ nhất hay là thượng sĩ. Họ đã dày dặn kinh nghiệm chiến trường qua chiến đấu. Và mình cũng phải đã âm thầm học hỏi ngay chính kinh nghiệm của những thuộc cấp mình, dù họ chỉ là cương vị một tiểu đội trưởng hay một trung đội phó mà thôi. Và cái trận khi mà chúng tôi được đổ quân xuống Khe Xanh, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến gồm 3 tiểu đoàn, tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 7 được đổ bộ xuống Khe Xanh, bởi vì thủy quân lục chiến là thành phần trừ bị của chiến dịch Hạ Lào. Đó, chúng tôi được đổ quân ở đó và chúng tôi đã hành quân ở tại làng Vây Khe Xanh. Thực ra thì trong thời gian đó đụng độ cũng không có nặng lắm. Cho mãi đến khi mà được trực thăng vận đưa vào chiến trường Hạ Lào thì trận đánh cũng đã trở nên sôi động. Và những cái trận đánh tôi còn nhớ là đi lục soát tại các bản của người Lào và Thượng Lào, chúng tôi cũng đã đụng với Pa Thét Lào và nhiều đơn vị của đối phương, tức là quân Cộng sản Bắc Việt. Trận thử lửa đầu tiên của người sĩ quan trẻ không đáng để anh bận tâm, vì lòng anh đang mong chờ những thử thách ác liệt hơn nữa để chứng minh về sức mạnh của một con trâu điên chiến lược. Tỉnh đúng nơi và điên đúng chỗ.